Văn Mobile xin kính chào mọi người. Hôm nay bên em có đi chọn máy và ngày hôm nay thì bên em có 4 cây iPhone zin chưa đụng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên ở trong video ngày hôm nay em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé em sẽ cố gắng quay rất là sát rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem nếu ở trên video mọi người chưa xem kỹ được ngoại hình của máy thì mọi người inbox cho bên em bên em sẽ gửi cho mọi người cả hình ảnh cả video bên em chụp và quay rất là sát và cố gắng quay rất là nét cho mọi người xem và đặc biệt đối với những ảnh chụp thì mọi người có thể zoom lên và thấy được những cái chi tiết nhỏ nhất và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 82% mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp mọi người nhé cây máy này có mã số là 162T và mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 800 000 Và tiếp theo cũng là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128 nghìn Cây máy này thì có màu gold Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé Với ngoại hình như thế này thì rất là nhiều bên sẽ bán cho mọi người dưới dạng máy đẹp lay new nhưng uh, Tung Văn Mobile thì rất là ít khi dùng đến từ Lay New Tại vì dù sao một cây máy đã qua sử dụng Và đặc biệt là những cây máy zin chưa đụng ốc Tức là chưa qua bung mở và chưa qua làm đẹp Chưa qua thay vỏ Chưa qua ép kính, chưa qua thay lưng thì ngoại hình cũng sẽ không được đẹp hoàn hảo như máy mới. Mọi người có thể thấy là máy không hề bị trời không hề bị cấn móc. Và ở những cây máy zin chưa đúng ốc thì mọi người nhìn vào vỏ máy, mọi người có thể đánh giá được phần lớn cái chất lượng của máy tại vì chủ cũ phải dùng rất là giữ gìn thì vỏ của máy mới còn được đẹp đến mức như thế này. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 86%. Cây máy này có mã số là 289T và mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 800 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 12 mini phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Mọi người lưu ý là hiện tại ở trên thị trường không phải shop nào nói cùng với một từ ngữ giống nhau ví dụ như máy đẹp hoặc là máy đẹp 99 thì Ngoại hình cũng giống nhau mọi người nhé. Tại vì hiện tại ở trên thị trường thì rất là nhiều shop gian lận kể cả về chất lượng. Và kể cả về ngoại hình của máy. Có những khách hàng gọi điện đến cho Tung Vân Mobile và nói là bên kia bán giá rẻ hơn. Nhưng mà có một cái vấn đề là máy nó không được đẹp bằng của bên em thôi. Bên em thì bán đắt hơn. Thì thật ra thì Tu Mobile cũng... Cũng rất là khó nói trong cái trường hợp này Tại vì nó rất là động trạng Thật ra một cây máy xấu hơn Thì giá nhập đã rẻ hơn khá là nhiều rồi Đấy, Xong đó thì lại Cái chất lượng nó lại kém hơn nữa Và chế độ bán hàng và bảo hành thấp hơn Thì thật ra mọi người tưởng là mua được rẻ Nhưng thật ra thì Giá nó không hề rẻ một chút nào mọi người nhé Nếu mà so về tổng quan tổng hợp tất cả các yếu tố. Và pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 85%. Cây máy này có mã số là 358P và mức giá bên em để cho mọi người là 6 triệu 100 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé Do tu văn mobile cố gắng quay rất là sát Cố gắng quay rất là nét nên thỉnh thoảng máy có bắt nét kém Thì mong mọi người thông cảm Thì tu văn mobile sẽ cố gắng để mà lấy nét lại Cho mọi người xem rõ ràng nhất Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 83%. Cây máy này có mã số là 159T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 500 nghìn. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé cái số này của bên em thì đều có Zalo. Bên em có hai cơ sở ở Hà Nội, thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông, thứ hai là ở Yên Lỗ, Cầm Yên, Thạch Thất Hà Nội Với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code, khi nhận được máy mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán. Và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có chọn vẹn một ngày để dùng thử. Tức là 24 giờ nếu mọi người cảm thấy không ưng, không thích thì mọi người có thể yêu cầu trả lại máy và nhận lại tiền. Và Tú Vân Mobile sẽ cho mọi người thêm từ 1 đến 2 ngày để mọi người có thời gian có điều kiện để mọi người đi ra điểm gửi hàng để gửi lại máy về cho Tú Vân Mobile. Với thời gian đó thì sẽ rất là thoải mái cho mọi người. Và với chính sách này thì mọi người mua máy sẽ rất là an toàn. Hôm nay thì có một anh Uh, đặt mua của Tú Vân Mobile một cây iPhone 12 Pro và anh có nhắn đến cho Tú Vân Mobile là anh uh, vừa mới mua uh, một cây iPhone XS uh, thì cây đó bị lỗi về phần pin, sau đó thì anh uh, đổi sang một cây iPhone XS Max thì cây đó lại bị lỗi về phần màn và cây thứ ba anh đổi thì dùng bình thường uh, nhưng khả năng rất là cao là cây máy thứ ba anh đang dùng là một cây máy kém chất lượng à, thứ nhất là về chất lượng kém thứ hai là hoặc là nó có lỗi ở đâu đó nhưng mà chẳng qua là anh không biết thì với tuvyn mobile nếu mọi người cảm thấy máy có vấn đề gì đó hoặc không cần có lý do gì cả mọi người nhé tức là mọi người có thể trả lại mà không cần lý do gì cả chứ tu Vân mobile không bắt mọi người phải đổi Đấy. nếu mà mọi người mua phải máy kém chất lượng mà đổi thì cái khả năng rất là cao cái cây cái cây sau của mọi người đổi nó cũng là máy kém chất lượng chẳng qua mọi người có biết hay không thì với chính sách này của Tú Vân mobile thì mọi người mua hàng sẽ rất là an toàn và tu vân mobile cũng muốn đảm bảo là 100% khách hàng đến với Tú vân mobile sẽ có trải nghiệm hài lòng. Website của Tú Văn Mobile là tuvanmobile.com. Với phương châm là hàng chọn giá thấp, thì mình làm chuyên chọn cho mọi người những cây iPhone còn nguyên zin, chưa động bất cứ một con ốc nào. Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tú Văn Mobile, thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chui sạc, thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé à mình làm bao là máy zin chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bùng mở một lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào ở bên trong máy. Đường link của khoảng 200 video mở máy thì tụi Vân Mobile đã để ở phía dưới phần mô tả. mọi người có thể click vào đó để xem và tham khảo bên trong một cây máy zin chưa đụng ốc. Mở ra sẽ rất là sạch đẹp nó hầu như là không có bụi bẩn và không có dấu hiệu của việc đã bị thay thế sửa chữa ở bên trong những cây máy này thì có cái điểm khác biệt so với những cây máy mà hiện tại các thợ các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin ở trên thị trường là máy của Tung Vân Mobile thì bao là zin chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là chưa bị bùng mở và zin nguyên bản zin đến từng con ốc mọi người nhé chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì các thợ các shop cũng sẽ phải nói là máy zin thì mới bán được. Nhưng uh, thật ra thì uh, rất là ít, rất là hiếm những cây máy ở trong đó đạt được tình trạng là máy zin chưa đúng ốc. Đấy. Tức là zin nguyên bản mọi người nhé. Mà uh, đa số là máy chỉ đạt tình trạng bên zin bản zin, tức là hai bộ phận chính ở bên trong máy uh, là zin còn uh, đa số là đã bị mở ra để thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận thì ở những cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì khi sử dụng mọi người sẽ thấy là máy rất là chất lượng tại vì so với máy mới thì tu mobile giao cho mọi người là nguyên bản so với máy mới nên là nó sẽ giữ được tối đa những cái đặc điểm của một cây máy mới những cái ưu điểm của một cây máy mới ở đây thì mọi người có thể thấy là camera của một cây máy zin chưa đúng ốc thì trong vắt mọi người nhé không có bụi, không có bạc gì cả. Tại vì những cây máy này thì chưa thể bị thay camera, chưa thể bị rửa cam. Và máy còn áp chống nước nên là nó chống được cả bụi. Chính vì vậy nên là bụi cũng chưa vào được để làm hại đến camera của máy. Ở đây thì Tuple Mobile sẽ chụp một kiểu ảnh bằng một cây iPhone uh, 12 Pro Max Máy zin chưa đúng ốc Mọi người có thể thấy là Ảnh của máy rất là uh, Chân thực và rất là đẹp Và cái độ uh, sắc nét của ảnh rất là cao Ở đây thì mọi người có thể thấy là Cái chữ thì rất là nhỏ Nhưng mà khi mà uh, Tù Vân zoom lên Thì rất là rõ nét mọi người nhé Đọc rất là rõ nét Và mọi người có thể thấy là màn hình đi theo máy thì rất là đẹp rất là sáng đẹp mọi người nhé chu tông đầy đủ những cây máy zin chưa đúng ốc thì chưa có thể bị thay màn chưa thể bị ép cảm ứng và chưa thể bị ép kính cái màn hình của máy thì nó rất là quan trọng và nó chiếm một cái tỷ lệ giá trị rất là cao của một cây máy Cảm ứng của máy thì như mọi người thấy là Nó rất là nhạy mọi người nhé Và tốc độ máy nhanh Và những cây máy này thì Có một đặc điểm rất là quan trọng là Máy rất là bền mọi người nhé Đa số những cây máy Mà Tù Vân Mobile bán ra sẽ được sử dụng Ổn định Và không lỗi trong Nhiều năm sau khi Khách hàng mua Và những cây máy này kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng dựng, hàng sửa hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng menzin, zin, màn zin ở trên thị trường khá là nhiều. Và những cây máy này thì Tuấn Mobile đều chọn cho mọi người những cây còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Thì nó sẽ là một cái bảo hiểm cho mọi người khi mọi người có lỡ tay đánh rơi vào nước hoặc đơn giản ở trong cái trường hợp là mọi người đi đường và gặp trời mưa và để máy ở bên trong người. Còn hiện tại khi mọi người mua máy ở trên thị trường thì đa số những cây máy đó không còn áp chống nước mọi người nhé. Thì như thế thì cũng khá là rủi ro. Tại sao lại nhiều máy mất áp như thế? Tại vì đa số là đã bị mở ra để thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận ở bên trong chứ nó không phải là cái tình trạng chưa bùng mở như máy của Tú Vân Mobile chọn về để bán cho mọi người. Và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Bên em thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng. Ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin. Thầy pin miễn phí cho mọi người trong 12 tháng nếu pin của mọi người xuống dưới 80% trong 12 tháng. Ngoài ra thì bên em có tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh, ốp và cường lực. Bên em có miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc tức là mức giá này là mức giá trọn gói và thứ hai là với một thời gian bảo hành rất là dài. Nếu mọi người không muốn lấy sạc, không muốn lấy phụ kiện và muốn giảm số tháng bảo hành xuống ví dụ như 6 tháng 6 tháng thì là một cái mức thời gian bảo hành trung bình đối với thị trường hiện tại nhưng giảm xuống 6 tháng thì tu vân bộ bài cũng vẫn sẽ giảm tiền cho mọi người hoặc mọi người có thể giảm xuống 3 tháng hoặc thậm chí một tháng Về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng thì bên em có bao cho mọi người hai vấn đề này trọn đời tức là kể cả sau thời gian bảo hành của máy mọi người nhé ngoài ra thì tu vân mobile có chính sách cam kết là bao zin không zin tặng máy bao cho mọi người dùng thử không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền đến đây thì bên em xin kết thúc video chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iphone của tu vân mobile xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo